Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, kế bên con đường DT743 ngay ngã tư Miếu Ông Cù, để review cho khách hàng một căn nhà có diện tích là chiều ngang 4m và chiều dài gần 16m, được chủ nhà đúc một trệt một lầu. Căn nhà này có hướng chính nam mát mẻ và khu nhà này dân cư đã ở kín mít hết rồi. Ở đây mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán tốt nhé. Ở đây người ta đã ở kín rồi, còn có vài lô nữa là hết thôi. Đây mình có thể mở nhiều mặt hàng để buôn bán ở đây. Đây người ta có mở văn phòng công ty và buôn bán nhiều mặt hàng như spa, bánh kem và tạp hóa ngay đây nhé. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho khách hàng là căn nhà này. Ngang 4, dài gần 16 và có đường nhựa phía trước là đường nhựa thông 8m, có hướng nam. Vỉa hè mỗi bên là 3m và có đường điện âm, nước âm, cáp nét âm hết. Đây chỉ có cây cột điện đường thôi. Chủ khu này là điện âm hết nhé. Căn nhà em giới thiệu là một căn nhà được chủ nhà đúc một trệt một lầu, thiết kế theo dạng mái thái hình chữ A và có hai cột vuông phía trước. Di chuyển vào trong đây, mình có vỉa hè. Đây có hai lớp cửa này. Lớp cửa ngoài được chủ nhà làm một lớp cửa sắt 4 cánh, phía trên đã được chủ nhà hàn khung bao đầy đủ hết rồi. Phía trong mình có một hè rộng khoảng hơn 1m. Đây có một lớp cửa sắt 4 cánh được chủ nhà sơn giá gỗ rất đẹp nha. Mặt tiền trên đây được chủ nhà ốp đá trên đây này. Di chuyển vào trong đây mình có phòng khách. Phòng khách này rất rộng nha. Mình có thể kê bàn ghế nệm sofa đây. Chủ nhà để chiều dài của phòng khách này dài khoảng tầm gần 6m. Mình có thể để thêm xe Honda ở đây nha. Vách hai bên được chủ nhà ốp lên khoảng tầm 1m2, 1m3. Bên đây được chủ nhà dán các bức tranh, các tiểu cảnh rất là đẹp nha. Phía trên mình có hệ thống trần chỉ thạch cao, được chủ nhà giật 3 cấp và chủ nhà đi các đường chỉ rất là đẹp, cộng với hệ thống đèn chùm cũng như đèn led, đèn chiếu sáng ngay không gian phòng khách này. Một căn nhà rất là sáng nhé. Bây giờ mình di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn để review kỹ cho khách hàng mình xem. Trong đây mình có không gian của căn bếp này khá rộng rãi này. Mình có thể kê một bộ bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế thoải mái ngay đây nhé. Ở đây mình có chỗ kê máy giặt ngay đây này, dưới gầm cầu thang. Ở đây mình có chỗ để tủ lạnh hai cánh thoải mái đây nhé. Ở bên đây thì mình kê máy nước nóng ở đây. Ở đây có hai dàn tủ trên và dưới được chủ nhà đóng tủ nhôm rất là đẹp, giá gỗ nhé. Đây có hai dàn tủ đẹp này. Phía trên ngăn bếp này mình có hệ thống trần chỉ thạch cao và đèn trang trí ngay không gian của phòng bếp. Di chuyển về phía cuối mình có lối thoát hiểm ngoài đây. Đây có lối thoát hiểm khoảng 2m nhé. Đây chủ nhà đã khóa cửa đây rồi. Này hai lớp cửa, ở nhà mình mở lớp cửa này thoáng mát. Và phía cuối đây mình có phòng vệ sinh ở dưới này. Đây mình có phòng vệ sinh ở dưới nhé. Bây giờ mình nhìn lại không gian của tầng trệt một lần nữa để mình lên lầu tham quan một căn nhà. Căn nhà này có mức giá công nhân đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ 2 tỷ 280 triệu đồng. Đây là một trong những căn nhà rẻ nhất khu vực này. Quý anh chị khách hàng nào có nhu cầu đi mua thì hãy liên hệ nhanh với em theo số điện thoại trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ở vòng xoay An Phú hoặc ngã tư Miếu Ông Cù hoặc vòng xoay hoặc ngã tư Bình Chuẩn, em sẽ đón vào xem nhé. Quý hàng nào đang xem, nếu chưa ấn đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất mà em đưa lên hàng ngày, để mình có thể nhận được
xem để tham khảo mua hoặc tham khảo để xây dựng. Lên lầu trên mình có phòng ngủ đầu tiên này. Trên đây là hệ thống trần trí thạch cao ngay không gian của phòng ngủ đầu tiên. Cửa chính được chủ nhà làm cửa gỗ sồi. Ở phía cuối mình đây có phòng vệ sinh ở cuối căn nhà này. Nội thất cơ bản rất ok nhé. Đây có chậu rửa mặt xinh xắn ngay đây. Cửa sổ chỗ sang bên lối thoát hiểm nhé. Ngang 4, dài gần 16, thổ cư 100%, được chủ nhà đúc một trệt một lầu. Căn nhà này có mức giá rất là mềm, chỉ 2 tỷ 280 triệu đồng. Mức giá này ở khu vực này hiện tại là chỉ còn 1-2 căn này thôi. Đây có phòng ngủ tiếp theo này. Bác nào đang có nhu cầu đi mua hãy liên hệ ngay với em nhé. Phía trước mình là phòng thờ rộng rãi và ban công phía trước. Đây phòng thờ để 2m4, khá rộng nha. Cửa sổ cũng như ban công trước. Đây có ban công trước này, có hai cột vuông, cửa chính và cửa phụ. Nhà mình sân xe đậu xe hơi, đường đậu xe hơi thoải mái nhé. Một khu nhà rất là ok. Ở đây bán tạp hóa đầy đủ hết nhé. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.